dịch bệnh ở Trung Quốc có vẻ như đã bùng phát trên diện rộng, số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh tăng vọt. Nhu cầu hỏa táng tại các nhà tang lễ địa phương đều đã quá tải. Có thông tin cho rằng, hiện ở thủ đô Bắc Kinh, nhà xác phải nhét hai thi thể vào một cabin và có nhà xác dưới đất chất đầy 30 thi thể. Một số nhà tang lễ mua container lạnh, lưu trữ từ 20 cho đến 30 thi thể trong một ngăn. Chỉ riêng ngày 17 tháng 12, hơn 2.700 người đã chết tại nhà vì dịch bệnh ở thủ đô Bắc Kinh và phải chờ đợi hơn 10 ngày mới đến lượt được hỏa táng. Kể từ khi Bắc Kinh nới lỏng hoàn toàn các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vào ngày 7 tháng 12, cho đến nay, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia đã không báo cáo bất kỳ trường hợp tử vong nào do COVID-19. Nhưng nhu cầu hỏa táng tại các nhà tang lễ địa phương đã tăng vọt, rất khó giải quyết. Một nhân viên của nhà tang lễ nói với tờ Financial Times rằng chỉ riêng vào ngày 14 tháng 12 đã có 150 thi thể được hỏa táng, nhiều hơn gấp nhiều lần so với mức bình thường vào mùa đông năm ngoái. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài đã đến hỏi Ủy ban Y tế Bắc Kinh về tình trạng nói trên, nhưng phía bên kia đã không trả lời thẳng thắn mà chỉ nói rằng sẽ căn cứ vào số liệu chuẩn từ chính phủ đưa ra. Lần cuối cùng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo về một trường hợp tử vong do nhiễm COVID vào ngày 3 tháng 12. Riêng Bắc Kinh lần cuối cùng là ngày 23 tháng 11. Tuy nhiên, theo báo cáo, hai phóng viên truyền thông nhà nước đã chết sau khi nhiễm dịch bệnh ở Bắc Kinh. Đây là hai trường hợp tử vong đầu tiên được bên ngoài biết đến sau khi chính quyền Trung ương nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tờ Minh báo của Hồng Kông ngày 17 tháng 12 đưa tin rằng một nhân viên tại nhà xác của Bệnh viện Hữu nghị Trung Nhật ở Bắc Kinh đã tiết lộ rằng các tủ lạnh trong nhà xác của bệnh viện đều đã đầy. Vào ngày 16, vẫn còn 30 thi thể phải đặt dưới đất để chờ cấp đông. Nhân viên nhà xác của Bệnh viện số 3, Đại học Bắc Kinh cũng chỉ ra rằng tất cả các tủ lạnh trong bệnh viện đều đã đầy và hiện tại ngay cả những thi thể do Trung tâm Cấp cứu 120 gửi đến cũng không thể tiếp nhận được. Nhân viên nhà xác của Bệnh viện Địa đàn Bắc Kinh thì cho biết hiện tại ngay cả thi thể của những người chết trong bệnh viện cũng không thể tiếp nhận. Toàn bộ phải tìm cách khác để di rời. Đề cập đến việc quá tải trong nhà xác tại bệnh viện, họ nói rằng toàn thành phố đều xảy ra tình trạng như vậy. Bài báo cũng chỉ ra thêm rằng hầu hết các nhân viên tại 12 nhà tang lễ do chính phủ điều hành ở thủ đô Bắc Kinh đều nói rằng hiện đang tồn đọng quá nhiều thi thể, chưa kịp hỏa táng và phải mất nhiều thời gian để đặt chỗ. Một số nhà tang lễ từ chối nhận thi thể ngoài địa phương. Nhân viên của một trong những nhà tang lễ thậm chí còn nói thẳng rằng số lượng thi thể hỏa táng gửi đến là quá nhiều, nói rằng điện thoại không bao giờ ngừng và chúng tôi không thể nhận cuộc hẹn mới trong suốt cả ngày. Các nhân viên của nhà tang lễ Diên Khánh cũng cho biết việc hỏa táng thi thể mất nhiều thời gian, khi nào lò trống mới có thể hỏa táng. Nhà tang lễ Bình Cốc thì cho biết sớm nhất phải đến ngày 25 tháng 12 mới có thể tiếp nhận thi thể và 3 đến 4 xe chuyên dụng của nhà tang lễ đều đã được đặt kín chỗ. Nhà tang lễ Thông Châu thậm chí còn tuyên bố rằng sớm nhất cũng phải đợi đến ngày 30 tháng 12. Nhà tang lễ Phòng Sơn thì cho biết đã quá tải và lượng đặt trước đã kín chỗ trong vòng 10 ngày. Bố trí xe cũng phải đợi mất thêm 5 ngày nữa, do đó đã thẳng thừng từ chối nhận thi thể ngoài khu vực. Đại diện của họ nói rằng nội trong khu vực cũng đã lo không xuể rồi. Theo một số nguồn tin trong ngành dịch vụ tang lễ ở Bắc Kinh, cho biết,